Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Mở bát cho mùng 2 Tết năm mới, chúng tớ và các cậu sẽ cùng nhau tìm hiểu nhân vật Red trong Lover, cùng hành trình thú vị của những chú ấu trùng tinh nghịch này nha. Và dưới đây là 28 sự thật về chú sâu Red lùn một mẩu. Cùng bắt đầu thôi nào, let's go! Sự thật thứ nhất, Red là ấu trùng, sâu bướm nhỏ hơn một nửa nếu so với anh bạn Yellow. Cơ thể cậu ta có màu đỏ với các dọc màu cam trên bụng. Khác với người bạn chung giường, Red có 3 sợi tóc trên đầu và đôi mắt màu nâu đỏ khá quyến rũ. Thân hình tuy có bé nhưng trông có vẻ rất lanh lợi, đúng kiểu khôn lỏi. Sự thật thứ hai, tiết lộ trong tập phim Red, A Budding Comedian. Cậu ta thực sự không có khiếu pha trò, những trò đùa của cậu ta rất nhạt và không bao giờ được cư dân côn trùng hưởng ứng. Số cậu sinh ra không thể diễn hài, cuối cùng do sự cố chảy nước mũi cũng đã khiến mọi người phải cười nắc nẻ, cười như bố đẻ em bé. Sự thật thứ ba, lỗ mũi của Red rất bé. Điều này khiến Red rất buồn vì mũi cậu không to như Yellow để thổi bong bóng như cậu bạn mình được. Hiểu được nỗi lòng của bạn, Yellow đã đào tạo Red một khóa tăng cơ vành mũi. Cậu ta có thể dùng lỗ mũi của mình bay như phi cơ phản lực. Sự thật thứ tư, trong suốt các tập phim, Red luôn tỏ ra xấu tính và thua lỗ với Yellow khi cậu ta ăn trộm thức ăn của anh ta và đánh trả anh ta khi anh ta vô tình làm Red bị thương. Nói chung là rất đánh đá và đánh hành. Sự thật thứ năm, Yellow là người bạn tốt nhất của Red. Mối quan hệ của họ khăng khít như đít và khăng khít như anh em. Trong vài tập phim, Red tỏ ra độc ác, lừa dối và xúc phạm Yellow rất nhiều. Red đã có ý định cố gắng tán tỉnh và cướp Pink, bạn gái của Yellow. Điều này thực sự khiến cô ấy phải phát cáu. Điều đó tôi nghĩ xuất phát từ lòng ích kỷ của Red. Khi anh bạn dành nhiều thời gian cho bạn gái mà lỡ quên mất đi Red, hoặc đúng kiểu bất mãn với cuộc đời thì là mất công mà thằng bạn thân của mình có người yêu mà mình lại chẳng có lấy một mình tình vắt vai. Điều đó thực sự đúng khi hết cả season 1, Red vẫn không có người yêu. Sự thật thứ 6, cũng giống như Yellow, cậu ta cũng rất sợ và ngại đụng độ đến Black, con bọ hung sừng chữ Y. Rất nhiều lần cặp đôi hoàn cảnh Red và Yellow đã bị Black cho ăn hành ngập chân răng vì tội láo nháo. Sự thật thứ 7, trong tập phim Mantis, Red đã gặp được một phiên bản giống hệt mình nhưng khác cái là nhiều tuổi, râu tóc bạc phơ. Ở đây, giống bao anh hùng kiếm hiệp của Kim Dung, Red bái ông ta làm sư phụ, hiển nhiên là được truyền gần hết công lực bao nhiêu năm tập luyện cho và trở thành cao thủ võ lâm luôn. Đáng tiếc là chưa phô diễn trình độ được thì bị Yellow phong ấn. Sự thật thứ 8, trong tập phim One Side Love, Red và Pink đã có một khoảng thời gian ở chung với nhau vì cứu Pink khỏi vụ tai nạn. Chính điều này đã tạo cơ hội cho cậu có thể ở bên cạnh Pink mặc dù cậu ta đã phát hiện được ra lộ thoát. Làm đủ mọi cách, sống trong gian vặt, cậu cũng đã chọn trái tim lương thiện, buông bỏ cho Pink quay trở lại với Yellow. Bóng dáng của nỗi cô đơn hiện trên gương mặt Red, nhưng đổi lại là nụ cười khi người bạn của mình được hạnh phúc. Sự thật thứ 9, tạo hình của Red ở season 1 có phần tàn độc, gương mặt sắc lạnh. Nhiều tập phim, cậu đóng vai phản diện, 3 lần bẻ lượt đẩy Yellow vào chốn nguy hiểm. Sự thật thứ 10, Red có bố, tiết lộ trong tập phim Mommy season 1. Một ngày bình thường như bao ngày khác, đôi bạn phát hiện ra một cỗ quan tài mang nét văn hóa Ai Cập. Lúc này, cậu mới phát hiện ra bố mình vẫn còn sống dưới dạng xác sống. Hai bố con có ngoại hình rất giống nhau, phải cái bố Red có bộ ria đen. Sự thật thứ 11, trong tập phim High and Sick, Red đã khô máu với Yellow trong trò chơi trốn tìm. Điều này khiến Yellow cảm thấy ám ảnh và thực sự sợ hãi. Cậu chơi trốn tìm đúng kiểu tìm đi, đố anh bắt được em. Dòng dã bao nhiêu năm, Red và Yellow vẫn cứ kể trốn người tìm. Kết thúc tập phim, khi cả hai đã già, cậu cũng đã trả thù được cú búng trán của Yellow, chứng tỏ Red cũng là kiểu người để bụng và thù dai đấy chứ. Sự thật thứ 12, Red là người tính tình cẩn thận và sống rất sạch sẽ. Chứng minh trong tập Golden Brown, mỗi sáng thức dậy, cậu xúc miệng rửa mặt, cẩn thận lau lại sạch sẽ, trái ngược với anh bạn của mình. Sự thật thứ 13, khác với Yellow thân thiện với hầu hết các cư dân côn trùng, Red thường kỳ thị và chăm chọc những thanh niên vừa gầy vừa yếu như con bọ que hay sự bẩn thỉu lười tắm của Brown. Sự thật thứ 14, con đường tình yêu của Red rất trắc trở. Có một mini series các tập đặc biệt kể về câu chuyện tình yêu buồn ấy. Cậu đã cảm nắng và yêu ba chị em nhà Mayfly, nhưng cũng là câu chuyện khiến cho nhiều người yêu thích bộ phim hoạt hình Lover đều phải rơi nước mắt. Yêu ba cô gái sâu đậm, nhưng không ai có thể dừng lại quy luật vốn có của sinh ra và kết thúc. Chứng kiến tận mắt ba người mình yêu lần lượt ra đi, cú sốc tinh thần đó với cơ thể nhỏ bé của Red không thể chống đỡ nổi. Cậu dường như đã phải tìm đến cái chết, nhưng may mắn, linh hồn của ba chị em vẫn luôn ở đó và bảo vệ cho cậu. Kết thúc, Red vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất với họ. Sự thật thứ 15, Red có khả năng xoay nắp chai bằng lưỡi vào đầu của mình. Sự thật thứ 16, ở tập 84 season 3, Red là người đầu tiên lãnh hội được sự thanh cao đến từ trà đạo.
Sau màn giác ngộ, cậu cũng đi thu nạp thêm các thành viên câu lạc bộ trà đạo của mình, ngoại trừ Yellow. Cũng trong tập này, ta thấy được khả năng vẽ tranh bậc thầy của cậu ta khi vẽ bông hoa thật đến nỗi mà con ong cũng lầm tưởng. Sự thật 17. Ở ra đến đảo Laver, cậu ta dường như đã tìm được chân ái của mình, cô bé Mango đáng yêu hết mức, khiến cậu ta chẳng thể ngừng thích được. Khác với ngoại hình nhỏ bé, Mango, bạn gái của Red kung fu rất giỏi, đã bảo vệ cậu những lần lâm nguy. Sự thật thứ 18. Red có khả năng nhảy hip hop không thua gì mấy anh b-boy, điều này chứng minh trong tập Frog khi cậu ta quá đà nhảy theo điệu nhạc ếch ộp. Sự thật thứ 19. Ấu trùng Red từng biến thành người cá trong tập Bat, vì phải sống trong bồn tắm quá lâu, cấu trúc gen của cậu cũng thay đổi theo. Sự thật 20. Cũng giống như mọi đứa trẻ, Red bị sâu răng và cũng sợ phải nhổ. Sự thật 21. Red cũng có tài make up cho người. Cậu cùng Yellow đã dốc sức, mặc dù không có hoa tay, nhưng cũng trang điểm cho người bạn của mình có một diện mạo mới. Sự thật 22. Ấu trùng cũng có lông mi cong vút. Red là một trường hợp ngủ quá giờ trưa, rồi lúc thức dậy, lông mi của cậu đã được mấy chị spa nào uốn mi cong 3D rồi. Điều này khiến Pink chú ý hơn đến cậu, cũng là lần đầu tiên cậu khiến Pink bối rối. Sự thật 23. Mặc dù thấp bé hơn nhiều so với ngoại hình của cậu bạn Yellow, Red vẫn có khả năng chạy nhanh ngang ngửa với cậu bạn thân mỗi lần có kẻ thù săn đuổi. Sự thật 24. Đáng thương cho Red, tuy rằng đành hành hay bắt nạt Yellow, ấy vậy nhưng trong tập phim Yellow's Revenge vẫn bị Yellow hành tới hành lui lúc đi ngủ. Sự thật 25. Red và Yellow là cặp bay chung luôn luôn có nhau. Từ lúc mới sinh ra đến khi già đi, cậu và Yellow sẽ vẫn mãi là best friend forever. Sự thật 26. Red từng phải đóng giả làm người yêu của Violet. Sự thật 27. Do có màu da đỏ nên các mini series siêu anh hùng, Red thường được đảm nhận vai trò Iron Man. Sự thật 28. Red rất đáng yêu và tớ rất thích Red. Sự thật cuối cùng như vậy đã đủ chưa? Ai cũng thích Red thì cho tớ thấy cánh tay của các cậu dưới phần bình luận nha. Như vậy, chúng tớ và các cậu đã cùng nhau tìm hiểu 28 sự thật về ấu trùng Red. Còn điều gì mà chúng tớ chưa đề cập đến trong video, hãy comment cho chúng tớ biết nha. Chúc các cậu có một cái Tết an yên và ấm áp bên gia đình, bạn bè. Năm mới an khang thịnh vượng. Wish you were out.